Alessandro Del Piero, vị trí CF 109, CM 109, mức lương 25, chiều cao 1m74, cân nặng 74g, thể trung bình hai chân thuận, như nhau 5 năm, là cầu thủ Italia. Ở mùa thi Icon thì Alessandro Del Piero có 5 sao kỹ thuật. Chỉ số góc bao gồm sút xoáy, sút xa, kiến tạo và qua người. Anh thi đấu tốt ở vị trí CF hoặc vị trí CM. Và vị trí CF thì Denro mạnh ở khả năng tốc độ và tăng tốc, kỹ năng dê bóng, giữ bóng, chuyền ngắn, dứt điểm. Sousa chọn vị trí. Ngoài ra các chỉ số như phản ứng tầm nhìn, đánh đầu, lực sút tương đối tốt. Ở vị trí CM, bộ chỉ số chuyền dài và chuyền ngắn tương đối cao, 111 và 100. Tầm nhìn 103. Khả năng chọn vị trí là 110. Khả năng đánh đầu của Del Piero cũng tương đối tốt. Thăng bằng 106, khéo léo 109 và phản ứng 109. Sức mạnh 93, thể lực rất dồi dào 106. Có khả năng quyết đoán, sức bật nhảy tốt, khả năng bình tĩnh cao. Khi để Alessandro Del Piero ở vị trí CF thì để chiến thuật đơn như sau. Công 3 thủ 1 sẽ lách tuyến phòng thủ đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Chúng ta sẽ vào in game để xem Alessandro Del Piero thể hiện như thế nào. Được Juventus đưa về từ năm 19 tuổi, Alessandro Del Piero đã có 19 năm gắn bó với Bà Đầm Già thành Turin. Anh có 11 năm làm thủ quân của Juventus. Cùng với Juventus thì Alessandro Del Piero đã có tất cả những danh hiệu ở cấp câu lạc bộ, như danh hiệu Champions League, siêu cúp châu Âu, siêu cúp Ý, 6 chức vô địch Serie A trong 777 trận thi đấu cho Bà Đầm Già thành Turin thì và các câu lạc bộ chuyên nghiệp khác cũng như cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Italia thì Alessandro Del Piero đã có 316 bàn thắng, một hiệu suất ghi bàn rất cao, và anh được vua bóng đá Pele đưa vào danh sách 50 cầu thủ, 100 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Vào năm 2007 thì Del Piero đã giành danh hiệu bàn chân vàng, một trong những giải thưởng cao quý vinh danh những cầu thủ trên 30 tuổi. Cùng với đội tuyển Italia thì Alessandro Del Piero đã giành chức vô địch World Cup 2006. Anh ghi bàn ở trận bán kết với Đức và cả trận chung kết với đội tuyển Pháp của huyền thoại Zinedine Zidane. Vào năm 2004 thì Juventus dính vào vụ bê bối bán độ lớn nhất lịch sử Serie A, San Siro, và câu lạc bộ này đã bị đẩy xuống Serie B. Những danh thủ của Juventus thời đấy như Ibrahimovic, Patrick Vieira hay Liam Thuram, Fabio Cannavaro đều chọn cách rời bỏ ra đi vì họ không muốn thi đấu ở giải đấu cấp thấp hơn. Nhưng Alessandro Del Piero với câu nói bất tử của mình, đậm chất lãng mạn của người đàn ông Italia,
Một quý ông sẽ không bao giờ rời bỏ quý bà của mình trong mọi hoàn cảnh. Và anh đã chọn cách ở lại để đưa Juventus trở lại với ánh hào quang Serie A và trở lại với ngai vị thống trị Serie A của mình. Năm 1994 thì trong trận ra mắt với Foggia, Alessandro Del Piero đã ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng này chiến thắng câu lạc bộ của vua sư tử Gaian Batistuta với tỷ số 3-2. Vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một pha kiến tạo cực kỳ đẳng cấp của Alessandro Del Piero cho Lewandowski. Tình huống tạt bóng cực kỳ sắc lẹm. Nó khiến chúng ta nhớ tới một huyền thoại của bóng đá Anh, đó là David Beckham. Với những cú tạt như đặt tiền đạo vào trong tình huống ghi bàn dễ dàng nhất. Alexandro Del Piero là một mẫu tiền đạo CF tương đối nguy hiểm. Bởi anh có sự khéo léo, khả năng dè dắt qua người, kỹ năng đỡ bóng bước một nghệ thuật. Khi dẫn dắt thì bóng đi rất dính chân. Khả năng tăng tốc và tốc độ rất tốt. Tuy là một cầu thủ có chiều cao tương đối khiêm tốn, chỉ là 1m74 cùng với một cân nặng 74 kg, nhưng Alexandro Del Piero lại có khả năng bật nhảy tốt để bù lại khiếm khuyết về chiều cao của mình. Cho nên ở một số tình huống anh có thể chiến thắng trong những pha không chín. Tuy nhiên thì chiều cao và khả năng không chín cũng như sức mạnh vẫn là một điểm yếu cố hữu của Alessandro Del Piero trong mọi mùa thẻ, kể cả mùa thẻ Icon. Đó là chúng ta so sánh với những tiền đạo có giàu sức mạnh và có thể hình tốt. Còn đối với những trung bình khá thì Alessandro Del Piero hoàn toàn đạt tiêu chí. Năm sau kỹ thuật giúp Alessandro Del Piero thể hiện được skill tốt nhất của mình. Là một cầu thủ bóng đá nhưng Alessandro Del Piero có tới 2 bằng đại học. Điều đó để nói lên trình độ trí thức, khả năng IQ của tiền đạo này là rất xuất sắc. Điều đó dẫn tới khả năng nhãn quan chiến thuật và sự linh động. Pha dứt điểm của Alexandro Del Piero, bóng đi có lực và xoáy. Tuy không có chỉ số ẩn sút và tạt má ngoài, nhưng những cú dứt điểm bằng má ngoài, chân phải hay chân trái của Alexandro Del Piero đều mang đến độ sát thương cao. Vào năm 2000 thì Alexandro Del Piero đã trở thành cầu thủ bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới. Điều đó để nói lên giá trị của anh khi còn thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao. Đứng số 1 thế giới vào năm 2000. Điều đấy như việc siêu sao hàng đầu như Neymar hay Messi 7 đã đạt được trong đỉnh cao sự nghiệp của mình. Khả năng đọc vị trí và di chuyển rộng như xuất hiện những điểm nóng trên sân giúp Alessandro Del Piero hiện rất tốt vai trò một tiền đạo lùi, kín thít lối chơi và tạo nên những tình huống ghi bàn cho các đồng đội ở phía trên. Khi cần thì anh cũng đóng vai trò một sát thủ đích thực, có thể dẫn dắt và solo
qua hai ba cầu thủ đối phương để ghi bàn. Bàn thắng của Alexandro Del Piero đều mang tính chất kinh tế. Del Piero đã ghi bàn trong trận bán kết World Cup 2006 với đội tuyển Đức, trận chung kết Cúp 2006 với tuyển Pháp, huyền thoại Zidane, qua đó giúp Azuji lên đỉnh thế giới. Đó là những khoảnh khắc rất đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp thi đấu của Alessandro Del Piero, một huyền thoại bất tử ở Juventus và là thần tượng số 1 trong lòng các Juventino. Khi sử dụng Alexandro Del Piero thì các bạn nên tránh để anh đối đầu với những hậu vệ châu bò. Bạn thấy khả năng di chuyển Alexandro Del Piero rất thông minh. Del Piero có thể sút xoáy ZD, sút thẳng DD, bóng đều đi có lực căng và có độ hiểm. Phản ứng nhanh nhẹn và khả năng thăng bằng giúp Del Piero giữ bóng rất chắc trong chân. Trong những tình huống trợ hàng phòng ngự thì Del Piero cũng lùi rất sâu. Anh góp công vào sự chắc chắn của hàng tiền vệ, đảm bảo vị trí phòng ngự bóng. Ngoài vị trí CF và CM thì Alessandro Del Piero cũng thi đấu rất tốt. ST rồi là một tình huống bật cao đánh đầu của Del. Sẽ chấm cho Del Piero vị trí CF điểm 9 trên 10, một thể icon, một trong những icon các bạn nên sử dụng cho đội hình của mình.